Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với những tin tức mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống Hẳn quý vị và các bạn vẫn còn nhớ vụ việc cả đàn chó của ông Phạm Minh Hùng bị tiêu hủy với lý do đảm bảo phòng dịch Covid-19 ở Cà Mau vào cuối tháng 10 năm 2021 Mới đây, ông Hùng đã gầy dừng lại đàn chó 15 con, song do thất nghiệp và tốn thêm chi phí nuôi đàn chó nên số tiền 120 triệu các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng hết Trước thông tin này, đoàn Di Băng, nữ đại gia quận 7 từng giúp đỡ ông Hùng đã bày tỏ sự thất vọng. Nhưng ông Hùng đã gửi lời đến nữ đại gia, mong đoàn Di Băng tin tưởng gia đình ông. Bài báo được đăng tải trên trang tin tức Soha vào tối muộn ngày 14 tháng 2 năm 2022 đã dẫn lời chia sẻ tâm sự của ông Phạm Minh Hùng, 50 tuổi, người chủ đàn chó ở Cà Mau, trước những thông tin lùm xùm mới xung quanh gia đình ông. Ông khẳng định không hề có chuyện ông lợi dụng đàn chó lợi dụng lòng tốt của mọi người để xin thêm tiền từ thiện. Mong cộng đồng mạng đừng tin vào những lời đồn đoán ấy. Những ngày qua, thông tin về cuộc sống của ông Hùng lại một lần nữa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, một số trang thông tin đã đăng tải việc ông Hùng cùng gia đình đã nhanh chóng tiêu hết 120 triệu tiền mạnh thưởng quân giúp đỡ. Lại có ngỏ ý xin thêm tiền để nuôi đàn chó mới, dẫn đến nhiều tranh cãi. Đoàn Di Măng đã có những phản hồi trước thông tin ông Hùng kêu gọi thêm sự giúp đỡ để nuôi đàn chó mới. Là người đã từng giúp đỡ ông Hùng với số tiền 50 triệu đồng, đàn Di Băng đã bày tỏ sự thất vọng trước thông tin này. Theo đó, trên trang Facebook cá nhân, đàn Di Băng viết: Sao cái lòng tôi cứ bị hết người này đến người khác lợi dụng vậy? Chúa ơi, xoay đường con đi để con giúp đúng người, cần giúp được không ạ? À? Con mất niềm tin quá. Trước những thông tin về việc xin thêm tiền từ thiện ông Hùng ngồi một góc trong căn trọ, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tỏ ra mệt mỏi khi những ngày qua, ông liên tục bị làm phiền, hứng chịu những điều tiếng không hay về gia đình mình. Theo ông Hùng, sau khi xảy ra sự việc tại Cà Mau, vì dịch bệnh bùng phát, gia đình ông đánh tá túc tại nhờ người quen, không thể quay lại Long An làm việc. Đến ngày 12 tháng 2, vợ chồng ông mới lên tới huyện Đức Hòa cùng đàn chó mới trao đổi về thông tin ông kêu gọi xin thêm tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân sau khi tiêu hết hơn 120 triệu trước đó. Ông Hùng khẳng định không hề có chuyện đó. Riêng việc nữ đại gia quận 7, đoàn Di Băng, có bày tỏ sự buồn bã thất vọng khi nghe những thông tin tiêu cực trên. Ông Hùng cho biết việc nhận được 50 triệu tiền hỗ trợ của vợ chồng đoàn Di Băng, ông rất mừng và cảm ơn. Nhưng khi xem được đoạn, chị đoàn Di Băng chia sẻ về việc giúp không đúng người bị lợi dụng, bản thân ông rất buồn ông hùng đưa clip vợ chồng ông trao quà cho bà con nghèo ở quê tức tuổi nói nếu chị nằm trong hoàn cảnh tôi chị mới biết một mình tôi phải lo cho bao nhiêu người bao nhiêu con chó thế dịch ai cũng khổ tôi là người may mắn được mọi người và vợ chồng chị di băng giúp đỡ tôi rất là mừng biết ơn chị tôi nghĩ là còn nhiều người khó khăn hơn tôi nên mới trích ra một phần mạnh thường quân giúp để gửi quà cho người khác nếu tôi tham tiền, tôi đâu có đi phát quà cho người ta. Tôi để lại tôi xài đi. Tôi có clip tôi đi phát quà ở đây, từ thiện đây. Ông chia sẻ thêm. Tôi nghe những thông tin tôi xin tiền này nọ, tôi thức trắng hai đêm không ngủ. Đến nơi, tôi ốm luôn. Nói vậy tội nghiệp cho tôi lắm. Tôi đâu có xin tiền mạnh thường quân. Những người nói tôi nuôi chó để xin tiền là nói láo. Tôi chưa mở miệng xin mạnh thường quân mà, nếu mạnh thường quân nào thương tôi thì tôi cảm ơn, để tôi có tiền lo thêm cho mấy bé. Nhưng nếu không giúp thì tôi vẫn làm, dành dụng tiền để lo cho con của mình, chứ không phải tôi nuôi lại 15 con để mà kêu gọi xin tiền mọi người. Theo ông Hùng, dù rất buồn khi xem được thông tin chị đoàn Di Băng chia sẻ, nhưng ông nghĩ chị đoàn Di Băng chỉ là người đọc, nghe những thông tin trên mạng chứ không hiểu rõ, chính xác được câu chuyện nên ông không trách móc gì. Ông Hùng quả quyết Tôi rất buồn khi chị Di Băng nghĩ sai rồi thất vọng về tôi, nhưng tôi không có làm gì để chị thất vọng đâu. Do những thông tin sai thôi, tôi cũng nhờ lòng tốt của chị ấy để đi giúp lại san sẻ cho người khác. Tôi xin gửi đến gia đình chị Di Băng, xin gia đình chị hiểu dùm cho tôi. Tôi không bao giờ làm để gia đình chị thất vọng về tôi đâu. Đối với việc từ chối công việc mà chồng nữ đại gia muốn hỗ trợ với mức lương 12 triệu một tháng, Ông Hùng chia sẻ trước tấm lòng chân tình của gia đình chị đoàn Di Băng, ông rất cảm động, nhưng ông nghĩ gia đình chị Di Băng đã giúp ông rất nhiều rồi. Công việc thì nhẹ, dễ làm, nhưng ông lại sợ nuôi nhiều chó quá, đi làm không thỏa đáng hoặc bỏ bê không chăm sóc được cho các bé nên từ chối. Người cạnh chồng, cô Nguyễn Thị Chi Em, 36 tuổi, nhiều lần bật khóc khi những thông tin không tốt xảy ra với gia đình mình. Theo cô em, sau khi đàn chó bị tiêu hủy, bản thân cô phải mất một thời gian dài mới ổn định được tâm lý. Vì quá thương nhớ mấy chú chó, hai vợ chồng mới quyết định mua một đàn chó khác về nuôi để chăm sóc. Trong đó có những con chó vài trăm nghìn đến hơn một triệu, không có con nào ba bốn triệu như trên mạng đăng tải. Về phần ăn uống, riêng một chú chó không ăn được xương nên phải mua thịt, các chú khác thì gia đình ăn gì, tụi nhỏ ăn nấy ôm nơ vào lòng, cô em tâm sự. Có mấy bé này rất là vui. Khi chị đi mần về, có mấy bé quấn quyết vui lắm. Kệ chịu cực một chút, đái ỉa gì đó mình dọn, mình thức sáng sớm dọn dẹp cho nó ăn rồi mình đi làm. Giờ mình cứ sống để lo cho các bé, ai nói gì kệ họ thôi. Theo gia đình ông Hùng, sau khi quay trở lại huyện Đức Hòa, ông sẽ đi kiếm việc làm để tiếp tục trang trải cuộc sống và nuôi đàn chó hiện tại. Mong cộng đồng mạng đừng tin những lời không đúng để có những suy nghĩ xấu về gia đình ông mà tội nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, có thể có nhiều người không đồng tình với cách ông Hùng nuôi đàn chó mới 15 con trong khi gia đình vẫn còn nghèo khó hay cách ông sử dụng số tiền 120 triệu xong tấm lòng yêu thương của vợ chồng ông đối với đàn chó là điều khó thay đổi được. Mới đây, vợ chồng ông Hùng cùng đàn chó mới gây dừng lại đã ghé vào chùa ân thọ để thăm chú chó nhỏ trước đó họ từng nuôi chú đàn chó 15 con bị tiêu hủy ở Cà Mau, giờ ra sao? Sau kỳ nghỉ Tết, ngày 12 tháng 2, hai vợ chồng ông Hùng lại tiếp tục trở lại huyện Đức Hòa, Long An để đi làm phụ hồ. Trong hành trình đi từ Cà Mau đến Long An, ông Minh Hùng, 50 tuổi, đã ghé thăm chú chó Tu Di tại chùa Ân Thọ. Tu Di là chú chó cuối cùng còn sống sót trong vụ tiêu hủy bảy chó tại Cà Mau, gây xôn xao dư luận vào năm 2021. Trước đó, ông Hùng từng gửi tặng chú chó này cho một tình nguyện viên trước khi về khu cách ly huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Sau đó, Tu Di được đưa đến chăm sóc, nuôi dưỡng tại chùa Ân Thọ, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Theo ông Hùng, vì Tu Di được cho đi khi còn quá nhỏ nên đã không còn nhớ ông là ai. Trong cuộc gặp gỡ đặc biệt này, ông đã được ôm, được nựng nịu, ấm bồng và cho Tu Di ăn xúc xích. Ông Hùng chia sẻ, gặp Tu Di Bé chó cuối cùng còn sống, tôi vừa mừng, vừa buồn vì nhớ đàn chó cũ. Tôi nhớ chúng đến muốn khóc. Được biết, trong thời gian ông Hùng ở Cảm Mau, phía chùa ân thọ đã gọi điện để trao đổi thường xuyên về ông. Chia sẻ về cuộc hội ngộ cảm động này, phan viết chùa ân thọ viết Sau 4 tháng, chú đã lớn và trở thành thanh niên phổng pha và đẹp trai, theo như nhiều người nhận xét. Hôm nay thật vui, hai vợ chồng ông Hùng, những người tặng chú cún bất ngờ ghé chùa thăm. Cuộc hội ngộ bất ngờ không hẹn trước khi hai vợ chồng từ Cà Mau trên đường đến Đức Hòa, Long An để tiếp tục mưu sinh. Gặp lại Tu Di, anh chị rất xúc động bởi từ khi đàn chó bị tiêu hủy thì Tu Di là niềm an ủi và hy vọng lớn nhất của họ. Hành trình hôm nay vẫn với chiếc xe cũ kỹ và đàn cún vừa được gây dựng lại. Họ tiếp tục răm ruổi gắn bó trên con đường mưu sinh sắp tới. Ông Hùng chia sẻ là sẽ đến khu vực ngã tư Mỹ Hạnh bởi vùng đất này luôn yêu thương gắn bó và che chở họ. Ông tiếp tục mưu sinh bằng công việc phụ hồ, vợ sẽ đi bán vé số. Chiếc xe cũ kỹ đó vẫn theo đoàn xe. Ông vẫn được tặng một xe mới nhưng vẫn mang theo những hành trang cho các chú chó y như trước. Kèm theo, đại diện chùa ân thọ cũng tặng cho vợ chồng ông Hùng và các thành viên trong đàn mỗi người 20kg gạo. Hai vợ chồng ông Hùng dù được tặng chiếc xe mới, nhưng phía sau vẫn chẳng theo một chiếc lồng sắt để chở theo các chú chó nhỏ. Xung quanh còn chẳng rất nhiều đồ đạc, gạo để trở lại Long An mưu sinh kiếm sống, có thêm thu nhập để nuôi đàn chó mới gầy dựng lại. Trước đó vào tháng 10 năm 2021, vợ chồng ông Hùng đã chở đàn chó cùng 15 chú chó con từ Long An về Cà Mau sinh sống. Hành trình đó, ông đã vượt qua mưa nắng gió bụi để đưa các con về an toàn. Tuy nhiên vì một vài lý do, khi về đến khu cách ly huyện Trần Văn Thời, đàn chó của ông Hùng đã bị mang đi tiêu hủy. Câu chuyện trên đã gây rúng động dư luận, bởi trước đó nhiều người đã bày tỏ sự yêu mến, cảm kích trước tình cảm mà vợ chồng ông Hùng dành cho đàn chó của mình. Ở mỗi trạm rừng, ông Hùng đều cho các con xuống đi loanh quanh tìm cơm cho chúng ăn. Cuộc sống phụ hồ đầy vất vả, nhưng cả ông và vợ đều chất chiêu, lo lắng cho bảy chó đủ đầy nhất cho dù là đàn chó mới hay cũ, vợ chồng ông Hùng vẫn yêu thương và cố gắng hết sức để chăm lo cho các con mình được đầy đủ, không thiếu cái ăn, không bỏ rơi bất kỳ đứa con nào. Đó là một tấm lòng đáng được trân trọng. Dù những nỗi lo toan cơ máu gạo tiền vẫn còn đó, chúng tôi mong gia đình ông Hùng sẽ cùng nhau vững vàng vượt qua những khó khăn trước mắt. Vâng, những thông tin mới nhất về vụ việc này cũng như các vụ việc được dư luận quan tâm khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Xin chào và hẹn gặp lại.